xin chào anh em và mình là phát thì đã bao giờ anh em tìm mua một cái sản phẩm nào công cụ dụng cụ sử dụng pin và sau khi tìm hiểu anh em thấy rất là rối vì nó sẽ có những cái combo hai pin một sạc và những cái combo một pin một sạc và đặc biệt nhất trong cái số đó đó chính là về thân máy và hay gọi là body đó anh em và tại sao hãng họ lại thiết kế như vậy và điều đó sẽ giúp ích gì cho anh em thì trong video này mình sẽ giải thích cho anh em về cái vấn đề đó nha Do tính chất công việc thì nên ban đầu mình sẽ mua một cái bộ máy khoan Bao gồm là một thân máy và hai pin và một sạc Thì sau đó thì mình lại cần thêm một cái máy xích vít nữa Thì mình sẽ lại đi mua thêm một cái combo máy xích vít nữa Bao gồm một pin và một sạc nữa Thì lúc này mình sẽ có bao gồm là hai máy và ba viên pin và hai cục sạc Ok cũng tạm đủ dùng Và bây giờ mình lại phát sinh thêm mình cần mua thêm một cái máy cưa kiếm nữa Thì mình lại đi mua thêm một cái combo máy cưa kiếm nữa và đây là lúc phát sinh ra vấn đề, hiện tại mình đang có 3 thân máy cũng như là 4 viên pin và 3 cục sạc. Thì về máy và pin mình có thể sử dụng đủ nhưng về sạc mình đang cảm thấy là mình đang dư ra 1 đến 2 cục mà không cần thiết để xài và cũng như là đội chi phí mình lên rất là cao. Và như vậy nếu như mà mình cứ mua tiếp tục nguyên cái bộ combo, như vậy thì nó sẽ dư ra tiếp là về pin, về sạc nó sẽ dư ra rất là nhiều luôn. Và đó là lý do tại sao các hãng lớn trên thế giới hiện nay đều thiết kế cho mình một cái hệ sinh thái pin khác nhau. Ví dụ như anh em sử dụng một cái loại pin như thế này, anh em đã mua cho mình một cái bộ combo bao gồm hai pin một sạc rồi thì sau đó anh em chỉ cần mua thêm cho mình những cái body như thế này thôi và sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều chi phí cho anh em để anh em có thể đầu tư thêm những cái dòng máy khác để phục vụ công việc của anh em. Và đó là các thông tin mà mình muốn chia sẻ cho anh em trong cái video này. Và anh em cần thêm nhiều thông tin hơn nữa thì hãy click vào trong cái phần bio của mình thì mình có để thêm nhiều thông tin của nhiều sản phẩm ở trên đó hơn nữa cho anh em. Và đừng quên hãy follow kênh của mình để sau này có thể xem thêm được nhiều cái review và cũng như là góp ý thêm cho mình vào phần đặt câu hỏi và cũng như bình luận ở bên dưới nha. Cảm ơn anh em. Phát review tool, review mọi loại tool.